điểm vào cho mẹ nào. Cái đằng sau con nữa kìa. Cứ hôm nào mà mẹ đi vắng một cái là hai chị em kiểu gì cũng lôi được cái ra để nghịch, để phá. Đây, đây mẹ nhét vô cho, mẹ bỏ vô cho chứ không con bỏ lộn xộn là nó được ít. Đấy, đấy đúng rồi. Sao không có phá bỉm ra như thế này nha chứ gấu. Tin tin là đúng không? Tin nghịch bỉm đúng không? Sao mà mẹ mà còn thấy phá nữa là mẹ phạt hai chị em luôn.